Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. 155 đối tượng người Việt Nam tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo của Lào có hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn xuyên biên giới vừa bị lực lượng công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào bắt giữ. Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo với cùng phương thức như nhau, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của các bị hại cùng nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội, không thể về do bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ. Qua xác minh, lực lượng công an phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn. Cụ thể, các đối tượng sử dụng Facebook ảo mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch để kết bạn làm quen, tạo lòng tin với những người Việt Nam. Nạn nhân chúng hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Chúng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, tạo sự tin tưởng với các bị hại, sau đó lôi kéo rủ rê đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng hoặc trang website như kinh doanh khách sạn ảo có tên là OEO để hưởng phần trăm hoa hồng cao lợi nhuận. Thời gian đầu, hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt, nhưng khi bị hại đầu tư với số tiền ngày càng nhiều hơn, đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại. Với phương thức trên, chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Sau khi bị bắt giữ thành công, 6 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân mới được đưa sang Lào trong tháng 5 năm 2024. Ban chuyên án đã tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa các nguồn lực để thu thập các tài liệu liên quan đến tổ chức phạm tội quy mô đặc biệt lớn này. Với sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của lực lượng nghiệp vụ, Công an Việt Nam và Công an Lào, rạng sáng ngày 2 tháng 8 năm 2024, các tổ công tác của ban chuyên án đã đột nhập qua được vòng vây của bảo an, tiếp cận văn phòng làm việc của các đối tượng. Sau hơn 4 giờ truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại di động cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Khai thác nhanh lời khai một đối tượng nhân viên tên NTH, với phương thức thủ đoạn trên, NTH đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam, có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7 đến 11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng NTH nhận được tối thiểu từ 8.000 đến 10.000 nhân dân tệ, tương đương từ 25 triệu đồng đến 36 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau 8 ngày xét xử và 7 ngày nghị án, vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan đã chính thức khép lại. Theo phán quyết cuối cùng của tòa án, số tiền thiệt hại của các nhà đầu tư trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan giảm xuống còn 1.783 tỷ đồng thay vì 3.620 tỷ đồng như cáo buộc trước đó. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC và 49 đồng phạm. Theo đó, ông Quyết nhận hình phạt 21 năm tù giam. Hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế nhận 14 năm tù, bà Trịnh Thị Thúy Nga 8 năm tù, bà Hương Trần Kiều Dung nhận 6,5 năm tù. Viện Kiểm sát yêu cầu các bị cáo bồi thường cho những nhà đầu tư bỏ tiền ra mua cổ phiếu ROS của công ty xây dựng FLC Faros. Ban đầu, bị nâng khống. Tuy nhiên, hội đồng xét xử lý giải thực tế nhiều nhà đầu tư sau khi mua đã bán đi, có người mua đi bán lại nhiều lần khiến cổ phiếu bị trộn lẫn nên rất khó có căn cứ xác định. Do đó, để đảm bảo công bằng, cần buộc bị cáo Quyết và đồng phạm bồi thường cho các nhà đầu tư số tiền bị chiếm đoạt trên giá trị nâng khống của mỗi cổ phiếu đã bán ra tương ứng với số lượng cổ phiếu mà bị hại đang sở hữu. Mặt khác, hiện công ty Forest đang hoạt động và cổ phiếu ROS vẫn lưu hành trên thị trường, chỉ là không đủ điều kiện niêm yết, đã bị hủy niêm yết bắt buộc từ năm 2022.
Vì vậy, tòa không buộc các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền mà chỉ tuyên bồi thường số tiền đã bị nâng khống. Theo phương án, hội đồng xét xử phân tích, vụ án xác định được 133 bị hại còn giữ cổ phiếu F0 mua trực tiếp từ Trịnh Văn Quyết và 15 cổ đông ban đầu. Trong đó, có 95 trên 133 bị hại yêu cầu bồi thường. Gia đình Trịnh Văn Quyết đã bồi thường cho 85 bị hại. Các bị hại này đã có đơn xin giảm nhẹ gửi tòa án. Cũng theo cáo trạng, vụ án có 30.403 bị hại với số tiền chiếm đoạt là 3.620 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau phần tranh luận của luật sư tại phiên tòa diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7, Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử xác định bị hại của vụ án là hơn 25.000 bị hại. Liên quan đến việc xác định trách nhiệm dân sự trong vụ án, luật sư Vũ Đặng Hải Yến, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Quyết cho biết, bản án rất nhân văn, đã đảm bảo quyền lợi cho bị hại, người có liên quan trong vụ án, đồng thời đảm bảo khả năng thực hiện của các bị cáo, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên quan có thể hoạt động bình thường, duy trì quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư. Công an Đà Nẵng vừa triệt phá nhóm chuyên xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác tại Đà Nẵng. Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Thanh Khê Đà Nẵng kiểm tra hành chính hai căn hộ trên địa bàn quận Thanh Khê, phát hiện hai nhóm người đang sử dụng nhiều thiết bị máy tính để thực hiện các hành vi xâm nhập và chiếm đoạt tài khoản Facebook của người khác. Bước đầu xác định khoảng tháng 12 năm 2022, PPL, 23 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, tìm hiểu cách xâm nhập vào tài khoản Facebook thông qua các diễn đàn và mạng xã hội. Từ đó, L nắm được cách thức thu thập và khai thác tài khoản Facebook. L bắt đầu hành vi của mình bằng cách sử dụng các tài khoản Facebook và các trang Facebook thường được gọi là VIA và PET. Đây chủ yếu là các tài khoản của người dùng quốc tế. Tiếp đó, L thuê một nhóm gồm 11 người và phân công các nhiệm vụ cụ thể thông qua nhóm Telegram mang tên Băng Mũ Sơm do L quản lý và cài đặt. Nhóm này được giao nhiệm vụ sử dụng phần mềm chuyên biệt để phát tán hàng loạt đường link có khả năng đánh cắp thông tin của người khác. Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ sẽ được chuyển đến một trang web giả mạo và sẽ bị thu thập tự động các thông tin người dùng Facebook và gửi về một bot Telegram mà L đã lập trình sẵn. Đối với các tài khoản có hạn mức quảng cáo cao sẽ được L bán trên các nhóm Telegram, Facebook để thu lợi bất chính. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng. Sau khi khởi tố vụ án, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Căn cứ đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 7 năm 2024 của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Phạm và Liên Thanh về việc cung cấp thông tin hộ kinh doanh mũ bảo hiểm trên phạm vi địa bàn huyện Yên Mỹ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Mới đây, đội quản lý thị trường số 3 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đào Duy Nam, địa chỉ thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh Đào Duy Nam đang bày bán 10 mũ bảo hiểm nhãn hiệu Honda có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của công ty Honda. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xác minh làm rõ. Qua xác minh làm việc, số mũ bảo hiểm nhãn hiệu Honda bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Honda đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Hộ kinh doanh Đào Duy Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 99/2013, ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 126/2021, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, Nghị định số 46/2024, ngày 4 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ. Đội quản lý thị trường số 3 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đào Duy Nam về hành vi vi phạm trên. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 6 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.